Vâng, Gà Mà Đô xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip ngày hôm nay, em trân trọng được thông báo các bác là bên em lại tiếp tục về thêm khoảng 40 bộ mic bãi Beyer vỉ tím đời cao về phục vụ bác anh em. Thì báo cáo bác, đây là dòng mic mặt ở trước phay nhôm, có tự ngắt các bác nhé, rất đẹp luôn các bạn. Có hai phiên bản đầu là phiên bản màu đen và phiên bản mặt màu trắng các bác nhé, mặt phay nhôm. Đây là nguyên em về chưa lau chùi sạch sẽ, dán bên đầu buôn họ gửi xuống là đánh số hết rồi, nhưng mà còn mỗi băng dính dán keo em chưa vệ sinh hết sạch các bác. Đấy, rất là đẹp luôn. Dòng Beyer xịn thì bác để ý vào đây cho em này. Đây này, Beyer xịn thì bác để ý nhá. Cái này đời bao nhiêu? Đời con này 2015 bác nhá. Đấy, 2015. Vỉ Beyer xịn thì bác để ý nó sẽ là cái phần tụ vàng nó này, nó chi chít này. Đấy, hộp sóng đây. Đây là phần nó thiết kế giống như hai bộ hộp sóng lớn, nhưng mà đây nó để trần luôn nhá. Để trần này. Đấy. Và tay mic của nó tay da cá, anh em nhấc rạch cho anh với. Tiến, ra rạch anh với, lấy con dao đi, kéo xéo rạch đứt. Rạch bác có xoáy cái tay bác cùng xem. Nói chung là nhớ thì dòng máy ơ thì em đã bán rất là lâu rồi. Và đến ngày hôm nay thì liên tục vàng về, hôm trước bán về lô mấy trăm chiếc bán hết rồi. Thì hôm nay tiếp tục về thêm được có hơn 30 bộ thôi, 35 bộ. Đối dòng đầu trắng thì nó thiết kế là 4 hộp sóng bác nhá. 4 hộp sóng này. Đời của nó đời 2014 bác nhá. Dòng 4 hộp sóng này thì bắt sóng cực kỳ xa khỏe. Như thì thời điểm này tiền tệ lên ý ạ. Đây bác nhìn hộp đa số nó vẫn còn hộp giấy, giấy nhá, giấy này bác nhá. Dòng Beyer nó của Taiwan nhá, Đài Loan bác nhá. Đó xịn luôn đây. Dynamic này. Đầu trắng này, màu đen. Đa số thì vẫn còn giấy, còn thỉnh thoảng có một cái nó bay mất giấy các nhá. Nguyên thiết bã trở về. Quan trọng tay mic là nguyên lẫy đẹp, phụ bác anh em. Tay sử dụng tay da cá nhá, vỉ tím. Như nói đến các sản phẩm Beyer vỉ tím nói chung thì bác biết rồi, thì tiếng của dòng Beyer thì tiếng nó rất là sạch. Rồi là sóng khỏe. Các bác đi show sự kiện thoải mái luôn. Và cái thứ ba nữa là tiếng mic nó dày, nó đỡ bị rú rít. Hay anh em nói quá lên một tí hay gọi là mic chống hú ấy. Nhưng mà thực ra là nó là cái giải đáp tuyến nó tốt ấy, nó dò sóng sạch được và cái tiếng mic nó dày thì nó đỡ rú rít các bác nhá. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn, em quay chắc đủ sáng các bác cùng nhìn đúng không ạ? Thời điểm này như em vừa đã thông báo rồi là tiền tệ tăng giá, cũng như là hầu như cái gì cũng bị tăng, sắp tới hàng bãi em về, vậy loa bãi em về nhiều, sắp tới đều bị tăng. Nhưng mà bên hiếm cái điều quan trọng là em vẫn giữ giá cho mức giá như bình thường, nhà bán vẫn mức giá tốt cho bác. Thì một bộ mic Beyer vỉ tím đời cao này, hiện tại bên hiếm mình đang chào bán cho bác mức giá là 2.350.000 đồng trên một bộ. Giá hiếm mình đã bao ship cho bác, anh em có nhu cầu nhanh tay nhé. Một bộ đẹp này, đẹp không có điểm gì chê các bạn. Cầu thu mặt phanh nhôm. Và bên em bảo hành 6 tháng cho bác nhé, với những bộ mic này. Bảo 6 tháng. Đánh số thứ tự hết rồi này bác này. Đấy. Tay da cá nhé, tự ngắt. Và cái giá trên thì bên hiếm mình đã bao kèm là tặng kèm phụ kiện này, adapter này, chống lăn này, giờ dâu băng ten phụ bác anh em. Đấy. Và tại hai cơ sở tiền lấy cho anh cái biển này. Lấy cho anh cái biển này. Như vậy thì tại hai cơ sở bên em là cơ sở 1 là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, cơ sở 2 là 76A Nguyễn Bích quận Tân Phú Hồ Chí Minh, thì luôn sẵn hàng cho bác. Thì trong Sài Gòn thì nó có cái phiên bản Beyer là đầu màu trắng các bạn, đầu màu trắng sữa pha cà phê. Còn đâu phiên bản mới này em về vừa về ở đây em quay ngoài Bắc không nhá. Đấy, anh em có nhu cầu nâng cấp này, nhu cầu mua sắm thì hoặc là lắp đặt tận nhà thì liên hệ em qua số điện thoại đây. Hiện tại em quay ở kho nhá. Coi đây thì anh em đang làm đến làm hai quả sút, gửi hôm nay ba quả. Trời hôm nay ngoài Bắc mưa các bạn, hôm nay ngày bao nhiêu tiền thành nhỉ? 29 đúng không? 29 tháng 10 nữa, cuối tháng rồi các bạn. Và thông báo bác trong buổi tối hôm nay em sẽ có buổi live stream trực tiếp đến toàn thể các bác với sản phẩm thanh lý cũng như là review hàng về phụ bác của anh em nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt các bác, với mức giá tốt này thì các bác có nhu cầu nhanh tay. Chỉ số lượng chỉ có trên 30 bộ thôi, bác cứ đếm đây. Trên 30 bộ một tí thôi, không có nhiều đâu. Hôm trước mấy chục mấy trăm bộ em bán cả thợ thiếc nó hết rồi, còn nay về có hơn 30 bộ thôi. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhá.